Mạng xã hội dậy sóng với nghi vấn Jack đã có con với một hot girl mà bằng chứng là bức ảnh chụp giấy chứng sinh nghi là của con gái Jack và Thiên An với đầy đủ tên, địa chỉ cụ thể. Tối 7 tháng 8, cư dân mạng một fan dậy sóng trước chia sẻ của một cô gái tố Jack bắt cá hai tay và có con với hot girl Thiên An dù đang trong mối quan hệ yêu đương với cô. Thiên An, sinh năm 1998, quê Bình Dương, từng vướng tin đồn hẹn hò với Jack khi cả hai hợp tác trong loạt dự án thời Jack còn làm việc với KICM. Khi sự việc đang ầm ĩ dù chưa được xác minh thì cư dân mạng lại tiếp tục lan truyền bức ảnh chụp giấy chứng sinh nghi vấn là của con gái Jack và Thiên An với đầy đủ tên, địa chỉ một cách rất cụ thể. Trong giấy chứng sinh này có đề cập tên bé gái là Trần Y Đờ, sinh ngày 1 tháng 4 năm 2021 tại một bệnh viện ở Bình Dương. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bé gái này lại mang họ Trần của mẹ chứ không phải họ Trịnh của Jack. Hiện thông tin này càng khiến cho dân tình xôn xao bàn tán không biết thực hư ra sao. Sau một tiếng đăng tải, bài bóc phốt Jack của cô gái này nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Tuy nhiên, hiện bài viết của cô gái đã bị bay màu. Ngay lập tức cô gái đã lên tiếng cho biết bài đăng của cô bị report vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng chứ không có chuyện cô viết rồi lại xóa. Trước thông tin này, phía Jack Thiên An đều chưa có phản hồi. Chúng tôi đang liên lạc với những người trong cuộc để làm rõ. Nổi lên như một hiện tượng trong làng nhạc Việt, giọng ca trẻ Jack đang là cái tên được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với những bản hit triệu view đình đám. Trước đó, vào tháng 5 năm 2019, Jack từng bị một cô gái lên tiếng bóc phốt anh lấy danh ca sĩ đi lừa tình cùng lúc bắt cá nhiều tay, thậm chí còn làm cho một cô gái có thai. Ngay sau đó, Jack đăng bài viết trên trang cá nhân khẳng định mình bị vu oan. Lời thanh minh của Jack nhận được nhiều sự ủng hộ.